Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Chỉ trong 16 giờ phát động, FC của Jack đã quyên góp được 66 triệu đồng để chung tay đẩy lùi dịch. Dù vẫn còn là một cộng đồng fan đang phát triển, nhưng chắc chắn đóm đã khiến Jack vô cùng tự hào trước hành động đẹp này. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, nhà nước Việt Nam đã phát động kêu gọi toàn dân chung tay phòng chống dịch và nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người dân. Thêm vào đó, việc có nhiều ngôi sao nổi tiếng xung quanh đi đầu trong việc quyên góp hàng chục triệu cho đến hàng tỷ đồng, càng làm sôi sục tinh thần toàn dân chống dịch, chống thiên tai hơn. Đến nay, các fandom lớn tại Việt Nam cũng lần lượt vận động kêu gọi chung tay quyên góp đẩy lùi dịch bệnh. Đây được xem là hành động thiết thực, những thành viên trong một fandom vốn dĩ đã có sợi dây liên kết và tin tưởng nhau, nên khi những người chịu trách nhiệm trong fandom đứng lên kêu gọi, những người khác sẽ càng ra sức giúp đỡ, hỗ trợ, quyên góp hơn. Sau những chiến dịch quyên góp của các fandom lớn như ELFS, fandom của Super Junior với số tiền hơn 200 triệu đồng, Sky, fandom của Sơn Tùng NTB, vận động được 25 triệu đồng, thì đến lượt đóm fandom của Jack, tiếp tục thông báo đã huy động được 66 triệu đồng đóng góp từ các thành viên. So với ELFS hay Sky, fandom đóm của Jack không hẳn là một cộng đồng lớn mạnh và vững chãi vì Jack chỉ mới thành công và bắt đầu thu hút fan trong hơn một năm gần đây. Nhưng hành động đẹp của mỗi thành viên trong fandom đều vô cùng có ý nghĩa, đặc biệt là trong thời điểm này. Có lẽ chính Jack sẽ là người càng thấy tự hào hơn bao giờ hết trước nghĩa cử của các đóm. Trước đó, nhiều FC của nghệ sĩ nổi tiếng cũng có hành động quyên góp ủng hộ miền Tây và phòng chống dịch như Case, FC của KICM, ủng hộ 20 triệu đồng. FC Mỹ Tâm phát miễn phí 9.000 khẩu trang cho người dân. FC Bùi Anh Tuấn cũng ủng hộ gần 10 triệu. Sky, FC của Sơn Tùng MTP cũng đang rục rịch vận động fan quyên góp. Jack đã quay trở lại sau nhiều lùm xùm liên quan đến mâu thuẫn với công ty quản lý cũ. Bài hát mới của anh là Một Thằng Con Trai đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và cán mốc 41 triệu view chỉ sau một tuần ra mắt. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!